Ông Medvedev cần trừng phạt người thân của nhóm tấn công. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev kêu gọi xử tử các tay súng và trừng phạt gia đình họ sau vụ tấn công nhà hát gần Moscow. Những kẻ tấn công chỉ hiểu được sự trả đũa bằng vũ lực. Mọi cuộc điều tra và phiên tòa sẽ trở nên vô nghĩa nếu không dùng sức mạnh đáp trả lại bạo lực, cũng như xử tử những tên tấn công và trừng phạt gia đình chúng. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đang trên Telegram ngày hôm nay. Ông Medvedev cũng gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân trong sự việc, đồng thời cảnh báo sẽ truy đuổi và hủy diệt các quan chức chính quyền Ukraine nếu Moscow phát hiện dấu hiệu Kiev liên quan tới vụ việc này. Phát biểu được ông Medvedev đưa ra sau khi nhiều tay súng mặc đồ ngụy trang xông vào nhà hát Krokus City Hall tại Krasnogorsk, thành phố ngoại ô phía tây thủ đô Moscow của Nga, xả súng vào đám đông và ném bom xăng gây cháy lớn tối ngày 22 tháng 3. Nhóm tấn công sau đó đã lên xe tẩu thoát trước khi lực lượng đặc nhiệm Nga tới hiện trường. Ủy ban điều tra Liên bang Nga cho biết hơn 60 người đã thiệt mạng và ít nhất 145 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em. Đây là một trong những vụ tấn công gây thương vong nặng nề nhất tại Nga suốt hàng chục năm qua. Giới chức Nga đã mở vụ án hình sự liên quan đến cuộc tấn công nhưng cho rằng vẫn còn quá sớm để nói về số phận của những kẻ tấn công này. Phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng nhận trách nhiệm về sự việc, tuyên bố các tay súng đã gây thương vong lớn và trở về căn cứ an toàn. Liên Hợp Quốc cùng hàng loạt nước khác lên án mạnh mẽ vụ tấn công, trong khi Ukraine khẳng định không liên quan tới sự việc. Nga từng trải qua hàng loạt vụ tấn công trong vòng 25 năm qua, trong đó đáng nhớ nhất là cuộc tấn công nhà hát Dubrovka tại Moscow năm 2002 và trường học ở Beslan năm 2004 khiến hàng trăm người thiệt mạng. Chuyên gia nhận định động cơ IS tấn công Liên bang Nga Nhóm nhà nước Hồi giáo IS thừa nhận đứng sau vụ tấn công vào phòng hòa nhà gần thủ đô Moscow tối 22 tháng 3. Vậy động cơ ra tay của chúng là gì? Theo thông tin cập nhật từ Ủy ban điều tra Nga sáng 23 tháng 3, số người thiệt mạng trong vụ tấn công tại khán phòng hòa nhạc thuộc trung tâm biểu diễn nghệ thuật Krokus City Hall gần thủ đô Moscow hiện là hơn 60 người, có 145 người bị thương đang nhập viện điều trị. Chính quyền Moscow đã thông báo hủy tất cả các hoạt động tập trung đông người vào dịp cuối tuần này. Nga gọi đây là cuộc tấn công tồi tệ nhất và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công nói trên. Các cơ quan chức năng của Nga cũng đã mở ngay cuộc điều tra về vụ việc. Truyền thông nước ngoài dẫn thông tin từ một quan chức Nhà Trắng cho biết, Mỹ nắm được thông tin tình báo xác nhận IS tiến hành vụ xả súng tại buổi hòa nhạc gần Moscow vào ngày 22 tháng 3. Trong khi đó, IS nhận thực hiện vụ xả súng và đăng tuyên bố trên tài khoản Telegram. Các chiến binh nhà nước Hồi giáo đã tấn công một cuộc tụ tập lớn của những người theo đạo cơ đốc ở thành phố Krasnogorsk ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga. Các chuyên gia nhận định cuộc tấn công của IS ở Nga vào tối 22 tháng 3 là sự leo thang đáng kể. IS đã phản đối Tổng thống Nga Vladimir Putin trong những năm gần đây. Ông Colin Clark tại trung tâm Shufan có trụ sở tại Washington đánh giá, IS đã tập trung vào Nga trong hai năm qua và thường xuyên chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin trong các hoạt động tuyên truyền của chúng. Trong khi đó, ông Michael Kugelman thuộc trung tâm Wilson có trụ sở tại Washington cho biết IS cáo buộc Nga có nhúng tay vào các hoạt động đàn áp người Hồi giáo. Đáng chú ý, kể từ năm 2015, sau đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Nga đã tham gia vào cuộc chiến chống IS tại Syria. IS, ISK xuất hiện ở miền đông Afghanistan vào cuối năm 2014 và nhanh chóng gây chú ý bởi những hành vi tàn bạo. Chúng được coi là một trong những chi nhánh hoạt động tích cực nhất trong khu vực của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. IS, ISK có lực lượng hùng hậu nhất vào năm 2018, tuy nhiên sau đó số lượng thành viên của chúng giảm dần sau các cuộc tấn công của lực lượng Taliban vào Mỹ. Mỹ thừa nhận khả năng phát triển thông tin tình báo chống lại các nhóm cực đoan ở Afghanistan như IS, ISK đã suy giảm kể từ khi quân đội nước này rút khỏi Afghanistan vào năm 2021. Đầu năm nay, Mỹ đã thu nhập được thông tin liên lạc xác nhận ISISK thực hiện vụ đánh bom kép ở Iran khiến gần 100 người thiệt mạng. Tháng 9 năm 2022, phiến quân ISISK thừa nhận đã đánh bom liều chết tại đại sứ quán Nga ở Kabul. Nhóm này đã tự nhận đã tấn công vào sân bay quốc tế Kabul năm 2021 khiến 13 lính Mỹ và nhiều thường dân thiệt mạng. Đầu tháng này, một tướng quân đội Mỹ ở Trung Đông cho biết ISISK có thể tấn công các vị trí của Mỹ và phương Tây bên ngoài Afghanistan trong vòng 6 tháng mà có rất ít hoặc không có cảnh báo. Hoài nghi về năng lực an ninh của Nga trong vụ tấn công vào nhà hát. Vụ xả súng nhà hát Krokus đặt ra câu hỏi về năng lực của an ninh Nga hiện nay sau nhiều năm nước này không xảy ra những sự kiện tương tự. Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB hôm 7 tháng 3 đã thông báo chặn đứng âm mưu tấn công của một nhóm thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Nhóm này hoạt động ở vùng Kaluga và bị phát hiện khi chuẩn bị tấn công vào giáo đường do Thái ở Moscow. Các thành viên của nhóm này đã bị bắn hạ khi chống trả đặc nhiệm Nga. Thông tin này khi đó không gây ra được chú ý nhiều bởi Moscow từ lâu không hứng chịu bất cứ một vụ tấn công lớn nào và người dân gần như đặt niềm tin tuyệt đối vào FSB cùng các lực lượng an ninh tình báo Nga. Trong những năm 2000 và 2010, Moscow từng hứng chịu loạt vụ đánh bom liều chết nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm và sân bay của thành phố, hầu hết do phiến quân gốc Chechnya và những nhóm ly khai Hồi giáo khác từ Bắc Kapka thực hiện. Trong những năm gần đây, các vụ tấn công tương tự dường như đã biến mất. Một phần nhiều loạt chiến dịch chống nổi loạn do an ninh Nga triển khai trong nhiều năm. Ngoài ra, xung đột tại Syria thu hút nhiều phần tử cực đoan tại Nga tới đây. Bởi vậy, vụ tấn công ngày 22 tháng 3 tại nhà hát Krokus City Hall tại Krasnogos, thành phố giáp phía Tây thủ đô Moscow được đánh giá là cú sốc khủng khiếp đối với xã hội Nga, đồng thời làm dấy lên hoài nghi về năng lực của cơ quan an ninh. Sau khi thông tin về vụ khủng bố lan truyền, nhiều người đã tìm đọc lại cảnh báo được Đại sứ quán Mỹ tại Moscow phát đi hôm ngày 7 tháng 3, cho hay họ đang theo dõi thông tin rằng những kẻ cực đoan có kế hoạch nhắm vào các cuộc tụ tập đông người ở Moscow, trong đó có các buổi hòa nhạc. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby khẳng định Washington không biết trước về vụ tấn công tại nhà hát Krasnogorsk, thêm rằng cảnh báo hôm ngày 7 tháng 3 không liên quan tới sự việc, nhưng nó cũng khiến nỗi thất vọng với lực lượng an ninh Nga tăng lên. IS tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công và nhóm này hoàn toàn có động cơ cũng như năng lực để thực hiện các cuộc đánh bom khủng bố trên đất Nga. Hàng nghìn công dân Nga và phần tử cực đoan nói tiếng Nga đổ tới Syria và Iraq trong thời kỳ đỉnh cao của IS khi nhóm này kiểm soát khu vực lãnh thổ rộng lớn tại hai quốc gia Trung Đông. Những cựu thành viên IS sau đó bị giam trong những trại tù ở miền Bắc Syria, một số được phép về nước. Sự kiện ngày 22 tháng 3 là lời nhắc nhở rằng IS vẫn là mối đe dọa tiềm tàng với Nga, trong khi đó, các cơ quan an ninh của Nga đang bận rộn với cuộc xung đột ở Ukraine có thể bỏ qua mối đe dọa này, bất chấp quân đội Nga vẫn hiện diện và tham chiến tại Syria. Nhà hát Krokus City Hall nằm ở khu vực không có mức an ninh cực cao như trung tâm thủ đô Moscow, nơi có điện Kremlin và các văn phòng chính phủ. Tuy nhiên đây là một trong những địa điểm lớn và nổi bật trong khu vực thủ đô. Nhiều bên đặt câu hỏi về lý do FSB không thể phát hiện sớm được âm mưu tấn công dù đã có nhiều dấu hiệu cảnh báo và không có động thái nào triển khai lực lượng đảm bảo an ninh cho buổi hòa nhạc diễn ra tại đây lực lượng bảo vệ ở Krokus City Hall không được trang bị súng và nhanh chóng bị nhóm khủng bố bắn hạ ngay từ đầu vụ tấn công. Dưới quan sát nhận định cảnh báo của đại sứ quán Mỹ tại Nga hai tuần trước có thể không liên quan trực tiếp đến vụ khủng bố, nhưng nó là dấu hiệu cho thấy tình báo phương Tây có thể đã chặn thu được thông tin gì đó, cho thấy nguy cơ một vụ tấn công sắp xảy ra. Theo các quan chức Mỹ, tình báo nước này vào tháng 3 thu thập được thông tin nhánh Afghanistan của IS, còn gọi là ISISK, đã lên kế hoạch tấn công ở Moscow. Một quan chức Mỹ cho biết thêm các thành viên IS đã tới Nga nằm vùng để chuẩn bị tấn công. Các quan chức khủng bố Mỹ nhận định sau thời gian tương đối yên tĩnh, IS đang cố gắng tăng cường tấn công tại nhiều nước. Phần lớn âm mưu này bị ngăn chặn ở châu Âu, khiến nhiều bên cho rằng năng lực của IS đã suy giảm. Tuy nhiên, IS hồi tháng 1 tổ chức vụ đánh bom kép khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong lễ tưởng niệm tướng Qasem Soleimani tại Iran. Vụ đánh bom này và vụ tấn công tại nhà hát có thể buộc các bên phải đánh giá lại năng lực tấn công ở nước ngoài của nhóm phiến quân. Theo Colin Clark, Chuyên gia về chống khủng bố tại công ty tư vấn an ninh Mỹ Shufan Group nhận định IS ISK đã tập trung vào Nga trong hai năm qua sau khi Nga tiến hành các hoạt động quân sự tại Chechnya và Syria chống lại lực lượng Hồi giáo cực đoan. Bất chấp căng thẳng hiện nay, các cơ quan an ninh, tình báo phương Tây và Nga vẫn chia sẻ thông tin về những mối đe dọa khủng bố. An ninh Nga có thể hình dung về mối đe dọa sắp xảy ra, song dường như không đủ năng lực để chặn nó. Vụ tấn công nhà hát Krokus diễn ra trong lúc quân đội và an ninh Nga phải đối phó với loạt đợt xâm nhập của nhóm vũ trang thân Ukraine tại các tỉnh biên giới như Bengrod và Kursk. Trong vụ xâm nhập tỉnh Bengrod vào tháng 5 năm 2023, Igor Grikin, cựu sĩ quan FSB, nhận định các cuộc tập kích như vậy hình thành mặt trận mới dọc biên giới và buộc Nga phải phân bổ lại lực lượng để củng cố thế trận. Còn Sergei Rachenko, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học John Hopkins, từng đánh giá các vụ tập kích ở biên giới cho thấy an ninh tại khu vực nói riêng và nước Nga nói chung suy giảm sau nhiều năm chiến sự với Ukraine. Những lỗ hổng như vậy buộc Nga phải phân tán nguồn lực để vá lại, ảnh hưởng tới hoạt động đảm bảo an ninh tại nơi khác. Tổng Nga Vladimir Putin từng ra quyết định mạnh tay sau những vụ tấn công trên. Tuy nhiên, còn quá sớm để dự đoán ông Putin sẽ phản ứng ra sao trước vụ tấn công nhằm vào nhà hát Krokus.